chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại sân lúa của chị Thảo ở Bình Tây. Bây giờ cũng là 11-12 giờ trưa rồi, anh em cũng đang chuẩn bị vác lúa ra phơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chú thứ mấy? Thứ ba. Rồi, chú ba phơi lúa. Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chủ. Chào cả nhà. Chào cả nhà ha. Mình nói thật, mình xuống ấp Bình Tây này mình vác lúa ha, đang vác ha. Nặng không? Bao này 58 kg. 58 kg. Ờ, vác cái nhà tay à. Cái nhà vô vác lúa đỡ cho anh Bao vác thử nè. Cà bí đao thiếu đường. Anh em hiện đang có mặt tại xã An Đức, huyện Ba Tri. Mấy cái lúa. Tài xế máy cắt lúa. Qua đường. Cắt lẻ đi đặng. Hiện tại anh em đang có mặt tại xã An Đức để chuyển đống lúa này về Bình Tây, để chuyển bằng đường ghe nha. Chào cả nhà nha. Đống lúa này có ngoài 100 bao à cả nhà ơi. Lúa nặng à? Lúa nặng quá. Ghe đầy được rồi. Ghe đầy đủ rồi. Xuống ghe lên nữa cực khổ quá cả nhà ơi. Đó, cả nhà cho con like và share nha. Chắc 20 bao lúa mà được có 1 ký gạo à. Khổ rồi. Đúng rồi, 20 bao lúa chục có 1 ký gạo à. Có ký gạo à. Nói lại. Chục ký. Nhiêu? 18.
200. Ai đang mới mua hồi sáng chục ta cái gạo đó đâu có ăn, ăn gạo thơm kìa. Trời ơi, gạo đó có ăn không? Ăn gạo sản, dạ, ăn mà lửa cái chậu cho nó nóng cái bà. Hai chục cái gạo. Một chén gạo. Mới căng luôn. Đâu luôn. Làm. Bám. Tiếp tục lên cả nhà. Lúa này lúa tươi, ở ngoài ruộng luôn. Không ai bơi á, chắc đóng để đem đi để đâu tháng mấy để bán khô luôn. Hai người cân mới nổi chứ một người cân không nổi. Quá nặng cả nhà ơi. Hai người cân. Người kia đã bút máy rồi. Cái này cũng đâu dưới. Hồi đó 12 chục máy bao rồi. Căng này căng này. Đi ra cũng thẳng rồi nè. Thẳng hết. Có giờ đây đứt quá đâu được. Gần một tiếng mấy đồng hồ mới đầy ghe đó các bạn. Bây giờ thì ghe để về tới bến để lên xe máy cài. Đặng về nhà phơi. Vô bến kia kìa. Bến kia bến đây. Ở đây ghé đây. Bây giờ ghe đã tới bến, chuẩn bị lên xe. Ghe khẩm mà tấp vô hơi khó khăn đó các bạn. Hello, chào cả nhà ha. Lên đây. Gần cả tiếng đồng hồ, anh em cuối cùng cũng đã lên xong ghe lúa, đầy xe, và anh em ai cũng thấm mệt hết. Bây giờ anh em chuẩn bị nghỉ, và video mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chúc quý vị xem video vui vẻ.
nhớ bấm đăng ký kênh và cho mình một like. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.